biết không, mấy năm trước mình là một thủy thủ trên một chiếc tàu lớn. Một ngày mình đang đi chuyển hàng thì một cơn bão ập đến làm cho chiếc tàu bị đắm chìm và tất cả các thủy thủ trên tàu đều chết luôn, cả thuyền trưởng. Chỉ có một mình là may mắn sống sót và mình đã lên đêm trên chiếc bè này mấy tháng trời và mình chỉ ăn cá uống nước mưa. Mình sẽ phải vớ gỗ, mình sẽ móc gỗ đấy bằng cái đầu móc này hả, và mình sẽ làm ra những cái dụng cụ sinh tồn cũng như là làm bè để sinh tồn qua ngày nha các bạn ơi. Đấy rồi, đây gỗ đây các bạn ơi, đây có cá mập nữa nha, và mình cũng sẽ phải chống lại cá mập nữa các bạn ơi. Wow,
rồi. Nè, gỗ các bạn ơi, gỗ có vẻ như không có rồi. Thôi mình sẽ lấy gỗ bên đây đi. Đây rồi. Đây rồi các bạn ơi, quay quay quay. Chà, gỗ, đúng rồi. Gỗ tới các bạn ơi. Đó, cái mặt bờ dưới kìa. Cái mặt luôn luôn bơi vòng vòng ở ngay cái bè của mình nha. Nên là các bạn mà sơ suất mà rơi xuống là coi như là mất cái chân đó bạn. Ừ, tại cái mặt lúc nào nó cũng bơi vòng vòng nha hết á, nó đâu sẽ nặng xuống cho mình không. Đây á, có rất là nhiều gỗ nè. Ồ, là gỗ tét, gỗ tét. Ôi, gỗ bự phát luôn. Ồ, gỗ này sao quá, có mấy đường ta. Ôi, sợ rớt xuống quá nè. Hãy subscribe.